Theo chỉ số hộ chiếu toàn cầu Henley Passport Index vừa công bố khi đánh giá 199 hộ chiếu trên toàn thế giới, hộ chiếu Việt Nam vẫn giữ vị trí 88 trong năm nay, tương tự như năm 2023 và tăng một bậc so với năm 2022. Người sở hữu hộ chiếu Việt Nam có thể đi du lịch miễn thị thực đến 51 trong số 227 điểm đến toàn cầu. Năm 2021, hộ chiếu Việt Nam từng xếp hạng 95 là một trong những hộ chiếu yếu nhất thế giới. Chỉ số này dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA và phản ánh xu hướng du lịch miễn thị thực toàn cầu. Singapore đã vượt qua các quốc gia khác để đứng đầu bảng xếp hạng Henley Passport Index, trở thành hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Công dân Singapore hiện có thể du lịch miễn thị thực đến 195 điểm đến trong tổng số 227 điểm đến toàn cầu. Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Tây Ban Nha xếp ở vị trí thứ hai với 192 điểm đến miễn thị thực. Nhóm 7 quốc gia gồm Áo, Phần Lan, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, Hàn Quốc và Thụy Điển xếp ở vị trí thứ 3 với 191 điểm đến miễn thị thực. Khoảng cách giữa các quốc gia đứng đầu và cuối bảng xếp hạng ngày càng rộng. Công dân Afghanistan chỉ có thể du lịch đến 26 quốc gia mà không cần thị thực, là mức thấp nhất trong lịch sử chỉ số này. Thành cổ Sơn Tây là công trình kiến trúc vô cùng độc đáo, còn lưu giữ được nhiều dấu tích về thiết kế và kỹ thuật quân sự hoàn chỉnh ở phía Tây của kinh thành Thăng Long xưa. Được xây dựng từ năm 1822 dưới thời vua Minh Mạng thứ 3, thành cổ Sơn Tây có diện tích lên đến 12 hectare. Thành cổ Sơn Tây là một không gian xanh, điểm du lịch hấp dẫn của xứ Đoài. Trong 20 thành được xây dựng vào triều Nguyễn, chỉ có duy nhất thành Sơn Tây được xây dựng hoàn toàn bằng gạch đá ong. Loại vật liệu đáp ứng được yêu cầu bền chắc của một công trình phòng thủ rất sẵn có ở xứ Đoài. Trải qua hơn 200 năm sau nhiều lần trùng tu cải tạo, thành cổ Sơn Tây vẫn giữ được vẻ oai phong, cổ kính. Năm 1994, công trình được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc quốc gia. Nơi đây đang dần trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến thăm xứ Đoài Mây Trắng. Trong thời gian các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam tạm nghỉ, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng tạm chia tay giải đất hình chữ S để trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi và hoàn thành một số công việc cá nhân. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tới thăm U12 Học viện bóng đá Park Hang-seo đang có mặt tại Hàn Quốc để tham dự giải giao hữu Boreum JS Cup. Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam dành lời khen ngợi cho sự nỗ lực tập luyện, tinh thần quyết tâm và ham học hỏi của U12 Học viện bóng đá Park Hang-seo, đồng thời động viên các cầu thủ trẻ tiếp tục tập luyện chăm chỉ để đạt được thành tích tốt nhất ở giải đấu năm nay. Theo kế hoạch phía VFF và huấn luyện viên Kim Sang-sik xây dựng, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có những lượt tập trung ngắn ngày vào các dịp FIFA Days và có một số trận đấu giao hữu quan trọng. Đây là dịp để huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm thời gian xây dựng đội hình và áp dụng triết lý của mình tại đoàn quần áo đỏ chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch các quốc gia Đông Nam Á cuối năm nay. Về giải AFF Cup 2024 cuối năm nay, VFF khẳng định mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là vào tới trận chung kết.